Liên tiếp thời gian gần đây trên địa bàn huyện Lâm Hà xảy ra nhiều vụ việc lâm tặc và người dân chống đối hành hung cán bộ bảo vệ rừng, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Nhưng với những người làm công tác quản lý bảo vệ rừng thì phải biết chấp nhận hy sinh với nghề mà mình đã chọn, mặc dù hiểm nguy luôn rình rập. Chúng ta cùng theo chân cán bộ nhân viên ban quản lý rừng phòng hộ Nam Bang huyện Lâm Hà trong một buổi tuần tra rừng để nghe những tâm sự về cuộc sống, về công việc và cả tình cảm của chính họ. Một buổi tuần tra của trạm bảo vệ rừng Phi Tô thuộc ban quản lý rừng phòng hộ Nam Bang huyện Lâm Hà. Trong nhóm này, chúng tôi tình cờ được gặp anh Tân Khoa, người bị lâm tặc đánh trọng thương tại tiểu khu 243A, xã Phi Tô, phải nhập viện cấp cứu đầu tháng 8 năm 2016. Sinh năm 1995, tốt nghiệp ngành lâm nghiệp, trường trung cấp Tây Nguyên. Anh Khoa được nhận làm việc tại ban quản lý rừng phòng hộ Nam Bang hơn một năm nay. Với thu nhập của sinh viên mới ra trường còn khiêm tốn, nhưng công việc thì rất khó khăn, nguy hiểm. Điều này đã làm cho anh Khoa không khỏi trăn trở. Tôi sinh năm 1995, lương cơ bản của tôi là 2,4 triệu. Công việc hàng ngày của tôi là đi kiểm tra và kiểm tra rừng và bảo vệ rừng. Qua sự việc trên thì gia đình cũng khuyên anh là một phần là nên đi làm nên cẩn thận, cũng một phần là cũng nên khuyên là nghỉ, nên tại vì do tôi đam mê nghề nên làm quyết tâm làm thiếu nghề. Công cụ hỗ trợ thì hầu như là không có, chỉ mấy công cụ thô sơ thôi, mà công việc hàng ngày thì phải tiếp xúc va chạm với dân nhiều, mà còn đời sống thì lương của anh em thì rất thấp và công việc thì vất vả, không những làm ngày đêm hôm mưa gió. Nếu có vụ việc gì xảy ra vẫn phải đi, không kể ngày nghỉ. Cũng như anh Khoa, anh Hoàng Đình Công sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Tây Nguyên, vào làm việc tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Bang đã 2 năm nay. Với bao khó khăn của công việc, còn với đồng lương chỉ đủ trang trải cho cuộc sống. Điều này không chỉ bản thân mà cả gia đình của anh Công cũng rất lo lắng cho anh. Em thì xa nhà nữa, thì mọi cái sinh hoạt hàng ngày thì mình phải tự túc mọi thứ hết, thì một tháng thì chỉ trông vào đó 2,7 triệu tiền lương thôi. Thì có lúc thì bố mẹ cũng, bây giờ nếu mà lương thì bây giờ cũng đủ sống hàng ngày, cũng bây giờ không dư giả cả, mà nghề thì nguy hiểm nữa. Nhiều lúc bố mẹ cũng nghĩ thôi thì bây giờ nghĩ một cách khác là chuyển làm nghề khác, thì không làm nghề quản lý bảo vệ rừng, nhưng mà mình đã lỡ theo rồi, bây giờ thì cũng cố gắng. Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Nam Bang hiện có trên 40 cán bộ, nhân viên, quản lý trên 23.000 hecta rừng. Để bảo vệ được rừng, các lực lượng của đơn vị phải nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, tăng cường tuần tra kiểm soát thường xuyên. Thế nhưng việc ngăn chặn thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Đa số đội ngũ bảo vệ rừng của đơn vị tuổi đời còn khá trẻ, mới ra trường, thiếu kinh nghiệm. Trong khi đó, công cụ hỗ trợ khá đơn sơ. Đối tượng vi phạm lại manh động, chống đối, hành hung lực lượng bảo vệ rừng bất cứ lúc nào. Điều này dẫn đến tư tưởng của anh em trong đơn vị phần nào bị xao động mỗi khi có sự việc xảy ra. Tư tưởng của anh em ban đầu là rất hoang mang, nhưng mà cũng được các ngành chức năng vào họp động viên anh em cố gắng để bám với rừng, đề nghị nhà nước có cái chính sách nào hỗ trợ đối với lực lượng quản lý rừng. Pháp luật thì cần phối hợp các ngành chức năng làm mạnh tay hơn nữa đối với những đối tượng mà vi phạm. Gian khổ lẫn hiểm nguy là vậy, nhưng bảo vệ được màu xanh của rừng là niềm vui của những người giữ rừng. Chính họ dường như đã xác định được điều này ngay từ khi mới vào nghề, nên cũng không vì vậy mà bỏ nghề. Và chỉ có lòng yêu nghề mới giữ được họ ở lại với rừng. Theo thông tin ban đầu, ba chị em họ là Ca Duyên sinh năm 1992, Ca Thu sinh năm 2001 và Ca Uyên sinh năm 1993, đều trú tại thôn RT2 xã Phú Sơn, đi lễ nhà thờ bằng xe máy. Trên đường về nhà, khi đi qua cầu dân sinh thuộc địa phận